thì cái cuộc sống hàng ngày của mình không nhất thiết phải phản ánh đầy đủ lên trên mạng xã hội, mà chỉ phản ánh một phần tương ứng với nhân vật mà mình muốn xây dựng. Thì đấy là cái để mình có thể làm được. Những điều cần làm để cho chúng ta có thể kinh doanh trên mạng xã hội được. Điều thứ nhất cần phải nhớ là phải xây dựng một nhân vật cá nhân giống với nhân vật mà đối tượng khách hàng mục tiêu hướng đến. Đây là cái điều quan trọng đầu tiên. Thì những cái điều nào tạo nên nhân vật? Những điều nào? Thứ nhất, trang phục của nhân vật. Trang phục của nhân vật nó tương ứng với cái thị trường của mình. Tôi cũng lựa chọn chán này, tôi mới chọn cái áo đỏ này. Tôi nói thật các anh chị biết rằng là lựa chọn rất nhiều phương án khác nhau để chọn ra được cái áo đỏ này. Đến mức mà bây giờ nó quý đến mức mà các anh chị biết tôi về nhà không? Tôi cởi áo, tôi phải rất nhẹ, lựa ra. Xong đặt nó ngay ngắn xuống, giặt là phải giặt bằng tay, si sợ nó hỏng. Nó hỏng hết áo mặc. Cái hãng này nó không sản xuất nữa. Trang phục. Thứ hai là lời nói, tức là ngôn từ. Thứ ba là các hoạt động hàng ngày. Các hoạt động hàng ngày. Tức là mình có thể có nhiều cái hoạt động, nhưng mà mình phải lựa chọn cái hoạt động nó tương ứng với cái thị trường của mình. Ví dụ như hoạt động chính của tôi bây giờ là lái máy bay, quay phim, lái flycam. Nhưng mà tôi không thể show cái đấy cho các ông xem được, bởi vì nó không hướng tới cái thị trường mục tiêu. Chụp ảnh, dựng phim, công việc rất là thích thú của tôi. Biên tập ảnh, nhưng mà nó không phải là công việc mà các ông hướng đến, thì tôi không show cái hành động ấy ra. Du lịch mạo hiểm, nó không phải là hành động các ông hướng đến, thì tôi không show ra. Phải có thể so xem cái album ảnh hàng ngày của tôi chẳng hạn. Mọi thứ tôi đều đưa vào trong đấy hết. Nhưng mà không phải đấy là những hoạt động mà tôi show. Tôi chỉ lựa chọn những cái hành động tương ứng. Đây, ví dụ các anh chị có thể thấy một cái thư mục. Đấy, tôi đi chợ đấy các ông, thấy không? Đi chợ tôi mua nước ấy. Đấy, đi mua sâu kìa. Làm bể cá đẹp không? Bể cá tôi cũng test màu ấy, bấm thử cái ảnh đấy mà xem test màu dưới. Đấy, tôi test màu ấy, test một cái đèn xanh, một cái đèn vàng xem là nó hiệu quả, ánh sáng nó như thế nào. Tôi có cái gì tôi cũng test hết. Rồi tôi ngồi với lính của tôi kìa, nhìn ở trên kìa, tôi test kìa, từng cái micro nhỏ kìa. Các anh chị có thấy nhiều micro cùng test bằng máy ghi âm không? Tức là cái gì đây là những hoạt động hàng ngày của tôi. Đấy, tôi tăm 7 thằng kỹ thuật ngồi cạnh xem tôi test. Đấy, ở văn phòng á, tất cả các cái micro. Nhưng mà đây không phải là những hoạt động sâu ra ngoài, bởi vì nó không tượng trưng, biểu tượng cho cái hành động của tôi. Tôi là một trainer, cho nên là những cái hành động ở bên ngoài này không có. Rồi đây những cái nhóm khác có rất là nhiều. Tôi chơi với con kìa, các ông nhìn thấy không? Đấy. Hành động chính của tôi là chơi với con, nhưng mà nó không biểu tượng cho cái nhân vật thì tôi không sâu ra ngoài. Con cái tôi không sâu ra ngoài. Ảnh này hẹn hò với gái ấy, chẳng có gì cả đâu. Đấy, một mình một chỗ thì chỉ có hẹn với gái ấy. Đẹp không? Nhưng mà có lúc sau thì anh Dũng anh đến. Đấy, ngồi một lúc thì chỗ đấy là ra bốn ông. Đấy, thì ví dụ như vậy thì mình không sâu ra ngoài được. Đấy, thì không phải cái gì mình cũng post lên. Cái gì tôi chụp hết, nhưng mà tôi không check in những cái ảnh đấy. Những cái địa điểm như này đấy. Cái nhà tôi buổi sáng ngồi dậy nó sẽ nhìn đi kìa. Đấy, cái ảnh đấy, buổi sáng ấy, sáng dậy đấy, 5 giờ, cho xem info đi. Khoảng 5 giờ bao nhiêu ấy? Mấy giờ? 5 rưỡi, dậy tập thể dục. Thì buổi sáng thành phố nó ô nhiễm như vậy, để các anh chị nhìn thấy, nhưng mà tôi không kêu. Để kêu nó mà sạch thì tôi cũng sẽ kêu ngay, mẹ kêu mà không sạch được thì tôi cứ để từ từ. Màn hình, máy tính của tôi này. Anh chị nhìn thấy màn hình, máy tính của tôi không? Buổi đêm ấy, 9 giờ tối. Đây là màn hình tôi làm việc với nhóm Eagle Club. Khắp cả nước ấy, đang làm việc ấy. 40-60 ông đang ngồi nghe tôi nói buổi tối. Vừa ăn hàng ngày. À, sao không dưới nữa. Để cho xem cuộc sống hàng ngày, trong daily, hàng ngày đấy. Công việc hàng ngày. À, bác này bác Hợp, Lê Doãn Hợp. Thì cái cuộc sống hàng ngày của mình không nhất thiết phải phản ánh đầy đủ lên trên mạng xã hội, mà chỉ phản ánh một phần tương ứng với nhân vật mà mình muốn xây dựng. Thì đấy là cái để mình có thể làm được. Cái tiếp theo này, cái hành động tương ứng này. Cái tiếp theo này, cái kết quả tương ứng với thị trường mong muốn. Cái kết quả mong muốn. Nhưng kết quả phải có liên quan tới cái sản phẩm cuối của mình muốn bán. Mình không cần phải sâu sản phẩm, nhưng mình sâu kết quả. Nó phải liên quan đến kết quả cuối của sản phẩm. Màu sắc là phải thống nhất.
màu sắc phải thống nhất. Có mấy màu cơ bản của tôi thôi, đỏ, đen, xám, vàng, nâu đỏ. Đấy, tôi chỉ có dùng có mấy cái màu cơ bản. Tiếp theo này, một vài cái hình thức thể hiện, cái hình thức thể hiện trên mạng xã hội. Loại dễ nhất và đang phổ biến bây giờ nhé, loại dễ nhất và đang phổ biến bây giờ, dễ nhất và đang phổ biến là ảnh có câu trích dẫn. Ảnh có câu trích dẫn, ảnh không nó chán, ảnh phải có câu trích dẫn nó mới hay. Câu trích dẫn của mình, câu trích dẫn của người khác. Thì đây là cái loại dễ làm nhất. Các anh chị tập trung làm cái này cho tôi. Một ngày ít nhất 4K, 4 session làm cái này. Đây là cái loại đơn giản nhất. Cái loại vật liệu thứ hai tốt nhất, giá trị nhất, ngon nhất, tuyệt vời nhất bây giờ là video. Dễ làm thì cái trong gọi là tính đồng chi phí thì là ảnh có câu trích dẫn. Nhưng mà giá trị nhất bây giờ là video. Video có tương tác cao nhất, thu hút nhanh nhất. Cái thứ ba, ít hiệu quả là câu trích, câu ngắn, câu nói ngắn. Câu nói ngắn, câu nói ngắn nó ít hiệu quả, nó chỉ có hiệu quả bên Twitter thôi. Tiếp theo, đấy là bài viết dài. Bốn loại hình cơ bản, bài viết dài. Bốn cái loại dữ liệu này có thể được xào đi xào lại lẫn lộn với nhau. Tức là có thể chuyển đổi dữ liệu với nhau. Chuyển đổi dữ liệu với nhau. Có nghĩa là gì? Hôm qua chúng ta làm đấy. Tôi nói chuyện với các anh chị ở sân khấu này. Nhưng mà đoạn audio được bóc lên podcast sáng ngày hôm nay. Ngày mai cái đoạn video ấy được cắt lên trên YouTube. Hôm sau các bạn sẽ đánh máy lại cái phần nói chuyện của tôi thành bài viết dài. Thì bài viết dài có thể đưa lên blog, có thể đưa lên Facebook, vân vân, tùy bạn. Thì như vậy là chuyển thể giữa bốn cái loại dữ liệu. Tiếp theo là cái nơi mà đăng bài, gọi là cái phương tiện, gọi là kênh, gọi là kênh. Thì chúng ta ưu tiên các cái kênh sau đây, theo thứ tự. Kênh số 1, không phải như anh chị nghĩ, kênh số 1 bây giờ là YouTube. Tất cả các học trò của Phạm Thành Long đang thống trị trên hầu hết các kênh YouTube tích cực. Các anh chị phải nhớ điều này. YouTube tích cực hiện nay học trò tôi chiếm hết. Kể cả những kênh triệu view, nhiều triệu view đều là học trò tôi. Tích cực nha. Không thuộc lĩnh vực giải trí thì là kênh đều là học trò Phạm Thành Long hết. Lĩnh vực giải trí và không lĩnh vực giải trí là gì? Lĩnh vực giải trí tức là họ làm những kênh giải trí mà bán quảng cáo ở trên video. Còn không giải trí là gì? Tức là kênh của họ để xây dựng thương hiệu cho chính họ. Nó vượt xa cả những kênh chuyên nghiệp nhé. Các anh chị sẽ thấy vượt tất cả các kênh chuyên nghiệp. Nên là video hiện nay được cộng đồng học Phạm Thành Long quan tâm nhất là kênh YouTube. Kênh YouTube thì nó dễ làm. Nó chỉ cần nội dung hay là nó lên. Nội dung hay cộng với một vài kỹ thuật SEO cơ bản. Xem một cái video khoảng độ hai mấy phút của tôi là hiểu hết về cách làm YouTube. Xem thì hiểu, nhưng mà làm từ lúc hiểu đến lúc làm là phải dài đúng không? 6 tháng. Rồi từ kênh thứ nhất là kênh YouTube. Cái tính hiệu quả của nó thể hiện ở cái sự lan, ở cái sự success. Cái KPI quan trọng nhất là success. Tức là đề xuất. Một cái video mà ăn đề xuất thì coi như cả kênh nó lên. Chỉ cần đề xuất được một phát là kênh lên luôn. Cả một cái video, 300 cái video chỉ có một cái video lên là cả kênh nó lên. Đấy, nó thế cả. Cho nên là phải tập trung vào làm được cái đề xuất. Nó gọi là tiếng Anh, nó gọi là success. Thì tùy theo giao diện của anh chị là tiếng Việt hay tiếng Anh. Thì từ success hoặc là từ đề xuất, làm được cái đấy là xong. Thì nó có 7 cái yếu tố mà mình phải quan tâm để tạo nên một cái video có success cao. Cái số 1 là tiêu đề nó phải đúng. Thì tôi đã có được cái loại tiêu đề đúng, đã được tổng kết lại cho các anh chị trong khóa học video marketing rồi. Cái thứ hai là thumbnail nó phải đúng. Thì tôi có dạy các anh chị phương pháp đơn giản là Canva để mà tạo thumbnail rồi. Trong khóa học 30 ngày, trong khóa học 28 ngày mà video. Rồi, thumbnail phải đúng, tức là cái hình ảnh đại diện phải đúng, hình ảnh của video phải đúng. Cái thứ ba, từ khóa phải đúng. Ba cái quan trọng, từ khóa phải đúng. Từ khóa đúng là từ khóa mà khách hàng họ tìm kiếm, cũng như là các cái video khác nó suggest sang video của mình. Từ khóa phải đúng. Cái thứ tư phải đúng là mô tả video phải đúng.
nó đơn giản thế này thôi, mô tả của video phải chứa từ khóa và chứa link đến những cái video tương ứng, tương tự. Năm, nội dung nó phải đúng. Nội dung nó phải đúng. Trong đó cái nội dung chính là cái phần quan trọng nhất để tạo ra success. Mấy cái yếu tố kia là yếu tố dẫn. Thế thì nội dung nó đúng là khi nào? 15 giây đầu tiên của video là quan trọng nhất. 15 giây đầu tiên của video là quan trọng nhất. 15 giây này mà thất bại thì toàn bộ video là thất bại. Nội dung của video hay thì nó thường phải giải quyết được một kỹ năng. Đấy. Ví dụ như đến lớp học này chúng ta có thể hay bởi vì nó kéo dài. Nhưng mà trong vòng một cái video chỉ có 30 phút thì chúng ta làm được một kỹ năng cho họ. Tức là ví dụ như thế này, cách để bóc một quả lựu, ví dụ như vậy. Cách để mở một chai rượu vang. Cách để xỏ dây giày cho đúng. Nhưng ví dụ như bạn bán giày, đúng không nhỉ? Cách bạn dạy làm tóc, đúng không nhỉ? Cách để khắc tỉa trên tóc, ví dụ như vậy. Cách để khắc trên tóc này. Hoặc là chỉ cần đường đi này, cái đường ven này gọi là đường gì? Cách để tạo chỉ trên tóc. Ví dụ như thế. Ví dụ như anh làm về canxi, đúng không? Cách cho con uống canxi đúng. Cách uống đúng canxi cho trẻ em. Cách trẻ em uống đúng canxi, đại loại như thế. Thì đấy là cái cách làm một cái gì đó thì họ sẽ quan tâm. Chúc mừng bạn đã xem hết video về kinh doanh cùng với Phạm Thành Long. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình. Hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.